Mến chào cô chú anh chị quý nhà đầu tư. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm bất động sản thuộc xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nha. Đây là một lô đất thích hợp cho cô chú anh chị làm vườn nè, hoặc xây các nhà vườn, hoặc là để dành phân lô tách thửa nha. Đây là một hàng cực kỳ đẹp, cực kỳ đỉnh luôn nha. Trên màn hình cô chú anh chị, đây là đường vào đất nha. Thì đất hiện tại là đường lộ đá đỏ nha cô chú anh chị. Và hiện tại là đang chuẩn bị là làm đường ở mé ngoài là làm đường đổ nhựa nha. Thì lô đất này là chủ bán là 2.000 m² nha cô chú anh chị. Thì tổng diện tích trên giấy tờ của thửa này nó tới 6.000 m² lần nha cô chú anh chị. Thì chủ sẽ bán cho mình là 2.000 m². Thì mặt tiền là lộ xe hơi, xe du lịch 16 chỗ, xe tải 3,5 tấn, 5 tấn là Vivu luôn nha cô chú anh chị. Cách lộ DT833 một sẹt duy nhất nha, tầm khoảng 1,5 km nha. Ngay chỗ vị trí này em quay nha, chạy thẳng dài vô á thì ngang qua là, nếu mà 2.000 m² á là tầm khoảng 47 m nha. Thì tại để một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh á cho cô chú anh chị xem, và cũng như là cho cô chú anh chị xem sổ nè và kiểm tra quy hoạch thửa đất này luôn nha. Đây là một cái hàng cực kỳ đỉnh, cực kỳ VIP luôn nha cô chú anh chị. Theo quy hoạch 2030 á thì đối với sản phẩm này là cho chuyển full thổ nha cô chú anh chị. Đó, cho chuyển 50 mét đầu nha. Đó, cực kỳ đỉnh luôn. Mặt tiền nó thì 2.000 m² á là tầm khoảng 47 mét nha. Chạy thẳng dài vô là 42 mét. Xung quanh là dân cư đông đúc hiện hữu nha cô chú anh chị. Đó, cái bên nhà dân rất là nhiều luôn nha. Thì đất này rất là sạch nha, xung quanh thì em không có thấy mồ mả gì hết nha. Đó, đất thì cũng tương đối gò. Thì từ ngay chỗ vị trí mặt đất ruộng lên tới lộ thì em thấy nó tầm khoảng 1m7 á. Cô chú anh chị, đây là một cái sản phẩm mà cô chú anh chị mua để dành sau này mình chuyển thổ cư, rồi cái mình phân ra đất nền mình bán cũng rất ok. À, thì em đoán khoảng nha, em đo trên không ảnh á thì 2.000 m² á tầm khoảng 47 m nha, 47 vô khoảng 42. Thì nếu mà cô chú phân ra lấy ngang 5 m thôi, chạy dài vô khoảng 40-42 á thì ra cũng rất là nhiều nền á, tầm khoảng 7-8 nền gì đó ha. Thì cách lộ DT833 chỉ có 1,5 km thôi nha cô chú anh chị. Cách chợ Mỹ Thạnh cầu Bà Miều tầm khoảng 3 km nha. Trường tiểu học cấp 1, cấp 2 thì tầm khoảng 2,7 km. Trạm y tế tầm khoảng 3,2 km nha. Trung tâm Thủ Thừa, chợ Thủ Thừa tầm khoảng 10 km. Dòng xây phường 5, tượng đài liệt sĩ thành phố Tân An tầm khoảng 14 km nha. Đối với cô chú anh chị khu vực Sài Gòn về xem sở hữu lô đất này tầm khoảng 44 km nha cô chú anh chị. Trên màn hình cô chú anh chị đây là cái hình dạng lô đất nha. Em quét lên không ảnh cái mặt tiền nó hơi thiếu tí nha. Nói chung là do em quét nó chạy vô là khoảng 44, nhưng mà từ lộ giới các thứ chắc cũng tầm khoảng 42 thôi nha cô chú anh chị. Mặt tiền thì nó sẽ rộng ra khoảng cả 47 m nha. Đất rất là đẹp nha. Xung quanh là dân cư đông đúc hiện hữu luôn nha cô chú anh chị. Đối với cô chú anh chị khu vực Đức Hòa thì mình về thì về chạng cỡ 35 km, mà nếu mình đi biết đường đi đường tắt về tới trường tiểu học Tân Thành thì rất là gần nha, còn mình không biết đường thì mình đi vòng hơi xa hơn. Trên màn hình cô chú anh chị đây là cái sổ lô đất nha. Hiện tại thì sổ đang là sổ chung nha cô chú anh chị. 6.000 m² nha. Đất mục đích sử dụng là đất chuyên trồng lúa nước nha. Thì đối với cô chú anh chị khu vực Sài Gòn đừng quá lo lắng về việc người Sài Gòn đứng tên đất nông nghiệp nha. Bên em sẽ có đội ngũ anh chị tư vấn giúp cho cô chú anh chị đứng được đất nông nghiệp nha. Còn đây là cái sổ lô đất nè. Sổ lô đất ha. Thì ở mé bên phải là có một lô đất này tới hai mặt tiền lận, nhưng mà chủ cắt từ cái mặt tiền ngay chỗ lộ làng nè, 6 m nè, sổ đỏ nha. Đó, thì cái cạnh mà một mặt tiền bên đây ha, cắt mé bên tay trái nha cô chú chị. Đó, thì ngang qua tầm khoảng 47 m nha. Còn đây là cái quy hoạch, em kiểm tra quy hoạch ha. Quy hoạch của 2030 là full hồng luôn nha cô chú chị. Đó, full hồng luôn. Đó, là có thể là mình chuyển full cái diện tích mà nếu mình cắt tách thửa 2.000 m² này
sau này mình sẽ chuyển hết màu hồng, chuyển hết thổ cư. Lúc đó thì mình sẽ tách sổ nhỏ nhỏ ra, 5 mét vô khoảng 40 ha, mình xây mình bán cho cái anh chị nào mà có nhu cầu ha. Đối với sản phẩm này là dành cho để dành mình làm tài sản phân lô rất ok. Và cái hướng phong thủy của lô đất này là hướng đông bắc nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào đang tìm kiếm một cái sản phẩm để làm vườn nè, xây các nhà vườn hoặc để dành phân lô tách thửa sau này thì rất ok nha. Hàng này rất là đẹp, cực kỳ VIP luôn, mặt tiền rất là nhiều. Rồi em sẽ không để cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư đợi lâu, em xin cập nhật cho bán chính chủ lô đất này. Thì tổng cái diện tích 2.000m² này á thì chủ kêu bán với giá là 1.4 tỷ nha, còn thương lượng nhẹ nha cô chú anh chị, nhẹ thôi nha chứ không có nhiều đó. Là tổng giá trị là 1.4 tỷ cho 2.000m² nha. Xung quanh á cô chú anh chị có thể nhìn thấy á, đây là vị trí lô đất, xung quanh là có nhà dân ha, nhà dân rất là nhiều luôn. Xe hơi du lịch 16 chỗ nè, xe tải 3,5 tấn là Vivu luôn. Hiện tại thì lộ đá đỏ nhưng mà đang tiến hành á là đổ nhựa từ ở mé ngoài từ lộ DT833 đi vào nha cô chú chị. Còn đây là ngay chỗ chợ Mỹ Thạnh nè, tầm khoảng 3 km nha. Trường học cấp 1, tiểu học cấp 1, cấp 2 á thì tầm khoảng 2,7 km thôi. Sài Gòn và Nhân Linh về tầm khoảng 44 km nha. Đây là một cái sản phẩm rất ok nha cô chú anh chị. Mình tính ra mét ngang thì không có nhiều tiền đâu nha, cô chú anh chị có thể chia thử nha. Mình lấy 1.4 tỷ mình chia cho 45-47 mét, mình tính 45 mét thôi. Em tính khoảng chắc cũng ở 47 mét. Trung tâm Thủ Thừa là tầm khoảng 10 km nha. Thì đối với cái cách thức giao dịch của sản phẩm này á thì cô chú anh chị á, mình có thể xem đất nha. Khi xem qua video mà cảm thấy ưng bụng á thì mình phải đi xem thực tế kiểm tra nó như thế nào nha. Sau đó mình kiểm tra pháp lý về sổ sổ sách. Thì sổ này hiện tại đã sổ hồng riêng rồi. Thì pháp lý như vậy là rất là rõ ràng rồi nha cô chú chị. Thì mình ưng bụng á thì mình gặp chủ thôi. Giá cả hai bên mình tiến hành là đặt cọc cho chủ đất. Thì sau khi đặt cọc thì sẽ có địa chính tiến hành đo đạc, ra bản vẽ. Thì sau khi ra bản vẽ thì mình tiến hành công chứng thôi nha cô chú chị. Thì quá trình đặt cọc và ra bản vẽ chắc tầm chạng cỡ 15 ngày ha. Rồi sau đó thì cô chú anh chị có thể công chứng được. Còn việc đặt cọc thì thường mình đặt cọc theo giá trị đất nha cô chú anh chị, tầm khoảng 10% cái tổng giá trị đất ha. Cô chú tùy theo cái đa phần là như vậy nha. Thì còn việc đặt bao nhiêu thì tùy cô chú anh chị thôi. Thì trong quá trình đặt cọc á, thì từ lúc mà cô chú anh chị đặt cọc á, đến ngày á, ra sổ hồng thì bên em sẽ theo sát cái hợp đồng mình luôn nha cô chú anh chị. Thì hiện tại á, thì bên em á, đang nhận ký gửi nè, cũng như là tìm kiếm những cái sản phẩm bất động sản theo yêu cầu. Thì cô chú á, anh chị nào có nhu cầu tìm đất ruộng nè, đất mặt tiền, đất kho xưởng bãi hay là tìm nhà hoặc là tìm đất để đầu tư thì cứ alo anh em sẽ sắp xếp thời gian cho cô chú anh chị á, xem đất thực tế nè. Chọn những cái sản phẩm phù hợp với mình nhất nha. Thì bên em còn rất là nhiều sản phẩm luôn nha cô chú anh chị. Thì trước khi đi á, thì cô chú anh chị nhớ alo bên em trước một ngày nha, hoặc là trước 2 giờ đồng hồ để em sắp xếp có người đón cô chú anh chị nha. Và mỗi video á, em đều để mã số video hết nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị ưng ý về sản phẩm nào thì cứ alo anh em báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha cô chú anh chị. Thì việc xem đất á, thì cô chú anh chị cứ liên hệ với anh em, sẽ có người hướng dẫn đường đi nè, thì cũng như là sẽ có người đón cô chú anh chị xem đất nha. Thì cảm ơn cô chú anh chị với nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi video. Và nếu thấy video này hay và hữu ích thì cô chú anh chị với nhà đầu tư hãy bấm nút like và cũng như là đăng ký miễn phí để khi em ra những video mới nhất thì cô chú anh chị với nhà đầu tư sẽ là người đầu tiên xem cái video đó và sẽ có cơ hội sở hữu được đất đẹp và cũng như đất rẻ nha. Và em cũng rất vinh dự khi được cô chú anh chị quý nhà đầu tư quan tâm và theo dõi. Chúc cho cô chú anh chị có nhiều sức khỏe và sở hữu thật là nhiều những cái sản phẩm bất động sản đẹp cũng như là giá tốt nhất thị trường nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị quý nhà đầu tư ở những cái video tiếp theo. Và em xin chào, tạm biệt.